Người chạy xe máy này đã chết sau vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29 tháng 1 năm 2021. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi chạy xe máy trên quốc lộ 1 hướng từ huyện Bình Chánh về quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh thì tự tông vào giải phân cách cứng té ngã. Nam thanh niên bị văng sang làn ô tô. Ngay lúc này, một xe tải lưu thông qua và xảy ra tiếng động mạnh. Tài xế cho xe chạy đi khoảng 100m thì dừng lại xuống kiểm tra, không phát hiện vụ việc nên lên xe tiếp tục di chuyển. Lúc này, người dân phát hiện vụ việc, lấy xe máy đuổi theo khoảng 1km thì bắt kịp xe tải, yêu cầu tài xế dừng phương tiện, phối hợp đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam thanh niên đi xe máy đã tử vong. Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm phối hợp với công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đến điều tra xử lý hiện trường. Đến 13 giờ cùng ngày, xe tải nghi có liên quan đến vụ tai nạn được cơ quan chức năng đưa về dựng lại hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân.